Dạ vâng, một lần nữa cho phép và đồng chí xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách quý. Chúng ta sẽ cùng nhau hãy cùng nhau nhanh chân dồn bước trở vào trong hội trường cưới của đôi bạn trẻ chúng ta đây ạ. Để cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời, hạnh phúc nhất cho đôi bạn trẻ, tình thân và ánh nguyệt của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể thân mến, và thật đúng là ngày hôm nay đây, toàn thể quý vị chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, cùng nhau trở về với quê hương bản sang xã Hương La của thành phố Sơn La, là để mừng tranh phúc lửa tôi, mừng cho đại bản trọn đời thủy chung, để tên hai họ ta cùng hân hoan, lời ca tiếng hát rộn ràng, chúc cho đôi lửa xâm vầy, trà xanh thuốc lá hương bay, cho năm đại bản đẹp ngày kết duyên, và cô dâu ánh nguyệt của chúng ta thì xinh xinh và đẹp tuyệt vời, xanh xuê bên chú sĩ, thịnh hưng xứng đôi vợ chồng. Đúng không ạ? Và đến giờ phút này đây cũng sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau hướng ánh mắt của mình ra phía cánh cổng hoa hạnh phúc của gia đình, tình nhân chào đón diện diện của cặp đôi nương hạnh phúc nhất, sáng ngời nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là chú rể Thịnh Hưng, cô dâu Ánh Nguyệt. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Và toàn thể quý vị chúng ta hãy vang lên một tràng hoa tay thật lớn đi nào. Mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng nhau nắm chặt tay nhau, cùng nhau di chuyển lên sân khấu để diễn kiến toàn thể quý vị xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến và đang hiện diện tại trung tâm sân khấu của đài gia đình chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là chú rể đa tài Thịnh Hưng và cô dâu xinh đẹp Ánh Nguyệt, và đã trở về để ra mắt diễn kiến tên thân hình các bạn quý vị quan khách rồi. Quả thật đúng là nhất ơn mẹ ơn cha, công sinh công dưỡng để ta có mình, hai ơn bạn bè chung tình, làm mai làm mối để mình có ta, ba ơn tất cả gần xa về chung hạnh phúc để ta có mình. Mời cao chào cao hơn mông cổ đúng không ạ? Kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nghiêng mình cúi chào toàn thể quý vị đi đâu. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vấn đề cũng là tất cả trẻ của chúng ta có được những niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay thì chúng ta không thể quên được công ơn sinh thành của những đấng sinh thành đúng gà. Chính bởi lẽ đó, ngày giây phút ở đây, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên sân khấu để cùng nhau diện kiến tất cả thể quý vị. Dạ vâng, về phía phái đoàn họ nhà trai, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và ông bà Văn Luân và bà Lò Thị Loan, đó chính là chú tím của chú rể Thịnh Hưng, sẽ cùng nhau di chuyển lên sân khấu để cùng nhau diện kiến tất cả thể quý vị. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Xin vâng, kính thưa quý vị, quý vị quan khách thân mến, quả thật đúng là chim có tổ người có tông đúng hòa, những cây có cội những sông có nguồn, cây có cội mới nở cành xanh lá, sông có nguồn mới bể nặng sông sâu. Đôi bạn trẻ của chúng ta từ đâu mà có, đó chính là nhờ ân công dưỡng dục của những bậc làm cha, những bậc làm mẹ đúng hòa. Vậy ban tổ chức xin được trân trọng lên trung tâm sân khấu bên phái đoàn nào đèo gái có bố Lò Văn Hòa và mẹ Cà Thị Mòn, sẽ cùng tay trong tay nở những nụ cười thật tươi trở về trung tâm sân khấu đứng cạnh người con gái yêu quý của mình. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quý vị thân mến, và như vậy những nhân vật quan trọng, những nhân vật chủ chốt hạnh phúc nhất của chúng ta trong ngày hôm nay đã có mặt đông đủ trên sân khấu tình yêu để kính thưa diện kiến toàn thể quý vị chúng ta rồi. Và thật đúng là nhà nước cấm pháo thì mất hay, nhưng đây là có những chàng vỗ tay nhiệt tình, vừa vui vừa khỏe lại vừa xinh. Vậy thì cứ đều tay ta vỗ chắc chắn sẽ lung linh khắp cả hôn trường đúng không toàn thể quý vị ơi? Và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đổ ra một chàng vỗ tay thật lớn cho đại gia đình của chúng ta được không nào? Pinong ơi, sau thời gian tách lại Pinong chủ phủ lại quên. Xin vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, quả thật đúng là tu thủa lai ngây trẻ con dừng vợ gái lớn gả chồng để có năm tháng sợi tơ hồng xê duyên nước hòa. Tình yêu không phải là đích đến của con người, đó chính là niềm hạnh phúc mà đoạn đường chúng ta phải trải qua nước hòa, và trải qua những năm tháng phấn đấu bên người đàn ông đẹp xinh Thịnh Hưng, đã gặp người con gái xinh đẹp Ánh Nguyệt đúng không ạ? Trải qua những cung bậc, những thăng trầm thì họ đã quyết định chèo lái con thuyền của mình trở về bên nhau. Và ngày hôm nay đây là ngày ông tơ bà Nguyệt đã xe duyên tơ đỏ bắt nhịp cầu nối yêu thương để cho chú rể và cô dâu được trở về với bến bờ hạnh phúc. Và đó cũng chính là lý do tại đây các bậc quý vị đã cùng bắt chút thời gian vàng ngọc của mình để cùng hội tụ đông đủ về đây để chúc mừng cho kết quả của một cuộc tình nào đấy. Và chúng ta
đang chào đón hai gương mặt chính của chúng ta đang hiện diện tại trung tâm sân khấu của Đài Gia Đình, đó chính là chú rể Thầy Hưng Buộc Dầu Ánh Nguyệt đang đứng giữa trung tâm sân khấu, đúng không ạ? Và bên phía tay phải của chú rể đó chính là chú thím của chú rể, và phía bên tay trái của cô dâu đó chính là bố mẹ thân sinh ra cô dâu, đúng không ạ? Và đang diễn kiến tới toàn thể các bậc quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Vậy một lần nữa trân trọng kính mời toàn thể các bậc quý vị, chúng ta cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chào đón đi nào quý vị. Còn vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta cũng là yêu và lấy được người mình yêu, chính là niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với con người của chúng ta, đúng không ạ? Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, thực sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình, và đặc biệt là sự nhất trí đồng tình cao của đôi bạn trẻ Thanh Hưng và Ánh Nguyệt, hai bên gia đình đã cùng nhau thống nhất để lựa chọn ngày hôm nay, cùng nhau tổ chức chương trình lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là một ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 15 tháng 3 năm 2024, tức là ngày 6 tháng 2 năm Giáp Thìn. Và trước sự chứng kiến toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đến giây phút nơi đây, ban tổ chức cũng sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin được trinh trọng tuyên bố lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ chú rể Thịnh Hưng cô dâu Ánh Nguyệt, xin phép chính thức được bắt mẹ để cơm cù suốt đời, tách lại phi đồng chùa phủ lại con ơi, tách lại phi đồng và tử phát về ba cản ba tử ba đông ba trăm ba người đời của mẹ nằm cả một đi đầu xem hẳn khai nị bản tổ chức chấm lửa xâm làn xâm lòng xâm lồng cả bóng mỹ quan sáng ngày xưa lại tăng nã hận sóng phái chu ân lại sáng chúc lại tách lại phi đồng chùa phủ lại con nhảy mắt vượt trường vì máu sóng quan sát xí phần cờ hảo hận khăn mảnh phù dân địa bàn quả tướng trời bàn phù dân cán mương quả tướng trời hù phù với cả lại yếm màn phòng phù số lòng số nam mít và tổ bầu lượng lưu tẩu hởi nhớ sùng dao khai tỷ phù huyết mít bẩn sẽ lệ bẩn phù trà bàn phù mít làn sẽ lệ làn phù bò phát nụ phần cờ hảo hận khăn mảnh diện xương bờ sờ xương nhạt dân kiên phát tai mà gần mến ơi phi nông chu phủ lại quên ông dù vâng, chúng ta có thể quý vị còn khách thân mến, những ngày vui ngày vui ngày trọng đại của đôi bạn trẻ Thịnh Hưng và Ánh Nguyệt, đúng không ạ? Với sự hiện diện đông đảo toàn thể các bậc quý vị, đó chính là niềm vui niềm hạnh phúc lớn lao của Đài Gia Đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức xin được thay mặt cho gia đình gửi lời cho đôi bạn trẻ xin kính gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới sự hiện diện đông đảo toàn thể các bậc quý vị quan khách đã cùng mất chút thời gian hoàng ngọc của mình để cùng hội tụ đông đủ về đây tại khán phòng hạnh phúc của Đài Gia Đình để cùng nói những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, đúng không ạ? Một lần nữa chúc cho toàn thể các bạn quý vị có một sức khỏe đa tài đa độc đa phú quý đắc phúc đắc thọ đắc vinh quang sang năm 2024 thành công vạn đại, đúng không ạ? Một lần nữa trân trọng cảm ơn tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị rất nhiều. Dù bằng kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và để trở về với những hạnh phúc của những cặp đôi yên đương, đúng không ạ? Đó chính là một nghi lễ không thể thiếu được, đúng không ạ? Mời một lần nữa bạn tổ chức xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hai em sẽ cùng tay trong tay tiến về tháp ly tình yêu, vui ra những chai champagne và rót lên những cung bậc tình yêu của mình. Trân trọng kính mời hai em. Dạ vâng ạ, trân trọng kính mời hai em sẽ cùng tay trong tay rót lên tháp ly tình yêu của mình đi ạ. Dạ vâng, rất tuyệt vời, đúng không ạ? Rượu là màu đỏ hồng, tượng trưng cho màu máu của trái tim, hòa quyện cùng những làn khói bay chạy trên những tháp ly cung bậc tình yêu, tượng trưng cho cung bậc tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ trải mái không có điểm dừng, đúng không ạ? Vậy chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc và hạnh phúc trăm năm. Vâng ạ, rất là tuyệt vời, toàn thể quý vị chúng ta đang cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ Thịnh Hưng và Ánh Nguyệt chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời hai bạn sẽ tiếp tục chai rượu sâm panh thứ hai đi ạ. Và chai rượu sâm panh thứ hai, sau khi rót tràn khắp ly rượu rồi, trân trọng kính mời hai bạn sẽ tiếp tục rót vào những chiếc ly để cùng những ly rượu hiếu rượu tình của mình dâng lên đại diện hai bên gia đình, và đặc biệt là để kính mời các bạn thể quý vị quan khách quý của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay.
sản phẩm kính thưa toàn thể quý vị, vừa đặt đúng là chú chung thì để phần cha, chiếu phần mẹ, nơi ta chứa tình, hơn nơi sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Và sau khi rót vào những chiếc ly, của ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Ngay giây phút ở đây, xin được trân trọng kính mời chú rể đẹp trai thịnh hưng của chúng ta sẽ cầm cho mình hai ly rượu, vừa kính mời rượu lên bố mẹ vợ của mình. Và thứ xin được trân trọng kính mời cô giáo xinh đẹp Ánh Nguyệt cũng sẽ cầm cho mình hai ly rượu, cùng nhau kính mời rượu lên chú tím của mình. Trân trọng kính mời. Và trước trọng kính mời hai em sẽ cầm lấy mỗi người một ly rượu và đứng giữa trung tâm sân khấu để uống rượu ra môi để minh chứng cho cuộc tình trăm năm của đôi vợ trẻ, với sự hiện diện, với sự chứng kiến của hàng trăm gương mặt nở nụ hoa, đúng không ạ? Hai em có thể uống rượu ra môi để minh chứng cho cuộc tình, uống rượu ra môi thôi không sao đâu, đó là minh chứng cho cuộc tình của mình đâu mà. Vâng ạ, có thể là chú rể của ta hơi ngượng ngùng một tí đúng không ạ? Vâng ạ, chính nha, vì thế thì thay cho uống rượu ra bôi thì chắc chắn những mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng nhau chạm ly nhau đi ạ. Chạm ly nhau và hướng ly xuống phía bên dưới để cùng nhau mời rượu toàn thể quý vị quan khách thích quý của chúng ta đi ạ. Sau phần kính mời toàn thể quý vị, vâng ánh mắt toàn thể quý vị, chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, cùng nhau trở về đây để chúc mừng hạnh phúc cho đôi mặt trẻ của chúng ta rồi. Chính vì thế đến giây phút này đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau rót rượu vào chén của mình nào, cả nhà mình ơi, sẽ cùng nhau nâng chén rượu của mình lên thật cao và cùng nhau đồng thanh hô cùng với ban tổ chức 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc nhất quý vị nhá. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Long Quý ơi, tôi nói không bao giờ trước sau lại tàn ả phú gia tàn nay kính ba phật kỳ sau đó sớm mấy tiếng lại bà mẹ tôi đang háo làm dũng muốn lục ban khảo nò hôm nay má mòn cho phúc cho buồn hở là phía bên nào ông cầm đi các bạn chúc mừng hở sòng phải tây hương lại mòn tà lăng áo chả có là mở tôi nói không bao giờ trước sau đó sớm mấy tiếng lại bà mẹ tôi đang háo cao căn khái lẩu chén tìm mày nhớ cần súng ao tôi sòng phải tây hương cánh ba tôi khởi nó bà mẹ tôi đang đấy. Xin chào và toàn thể quý vị, chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc vô này chưa? Ôi chị em ơi! Cả nhà mình ơi! 1, 2, 3! Giờ 2, 3! Giờ 2, 3! Chúc mừng hạnh phúc và hạnh phúc xin mời! Vâng ạ, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau uống cạn chén rượu này để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Thịnh Hưng và Ánh Nguyệt chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Vâng ạ, trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và đặc biệt là xin được chân thành cảm ơn cô gái chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình và đến giây phút nơi đây để tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất với toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời cô gái chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình, chúng ta sẽ tranh thủ xuống từng bàn cất được rượu để cùng nhau mời cơm mời rượu toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta đi ạ. Trân trọng kính mời.